các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món tim bò xào hành tây nhé. Đây là thành phẩm của mình ạ. Để làm món ăn này thì mình mời các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Một món ăn ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe nên chúng ta có thể bổ sung món này trong thực đơn hàng ngày của chúng ta. Tuần chúng ta có thể ăn 2 đến 3 bữa ạ. Làm món tim bò xào hành tây nhé. Các bạn biết rằng là hành tây thì chúng ta sẽ thái ra nhé. Mình rửa sạch và mình ngâm qua nước một chút để cho nó không bị cay ý. Mình đã bỏ hết đấy rồi. Các bạn chuẩn bị cho mình tỏi, gừng. Tim bò thì mình dùng 300g tim bò nhé. Và mình đã ngâm bằng nước muối, sau đó rửa lại bằng nước sôi nóng ấy ạ. Để cho nó giảm bớt cái độ hôi của tim bò mình đang ngâm trong nước sôi đấy ạ. Nước để cho một lúc rồi thì tim nó sẽ tái như thế này rồi. Khi mua tim thì chúng ta mua ở chợ thì tươi ngon, thì mình một quả tim rất là to, cho nên mình không ăn hết, mình chỉ mua được 300g như thế này thôi ạ. Tim bò là một trong những bộ phận nội tạng của con bò, chứa hàm lượng dinh dưỡng cao nhé. Một số chất dinh dưỡng nổi bật trong tim bò như là giàu sắt, kẽm, vitamin nhóm B như B6, vitamin B2, vitamin B12 nhé. Những dưỡng chất này có công dụng tốt, cải thiện sức khỏe và chống suy nhược cơ thể, phòng tránh được nhiều bệnh tật đối với sức khỏe nhé. Và bây giờ mình để lên một tẹo, sau đó thì cho nó nguội bớt đi thì mình sẽ thái phần tim, sẽ đập phần tỏi. Tỏi gừng các bạn đập ra cho mình. Có thể cho ớt nhá. Hành tây các bạn thái ra cho mình. Các bạn có thể thái cong như thế này. Tim bò chúng ta có thể xào lúc cháo, hoặc các bạn có thể hầm, hay là chúng ta ăn nhợ lẩu ấy, chúng ta nhúng lẩu nhé, rất là ngon đấy ạ. Bây giờ mình sẽ rửa lại phần tim nhé, để mình thái ra. Cũng như thịt bò thôi thì chúng ta cũng thái nó ra và mình sẽ ướp nhé. Tim khi xong rồi các bạn sẽ cho mình một ít gừng vào nhé, ít hạt lên. Bạn nào ăn bột ngọt có thể cho ạ, chút muối. Và mình cho một ít dầu ăn nhé, để cho phần bò nó mềm thơm. Trộn đều lên, các bạn ướp cho mình khoảng 20 phút ạ. Chảo dầu lên bếp nhé, mình cho tỏi gừng vào khi thơm lên.
khi tỏi gừng dậy mùi thơm thì các bạn sẽ cho mình cái phần tim bò vào. Khi cái phần tim nó tái rồi thì các bạn sẽ cho hành tây vào thêm. Cho thêm một ít muối nhé, thêm thêm mắm ạ. Đây các bạn, như vậy là cái phần thịt bò là mình xào nên là đã chín ạ. Các bạn nên nếm không vừa với gia đình nhà mình thương nhé. Rồi mình cho vào đây một chút hạt tiêu nữa. Đảo đều lên nhé, để các bạn tắt bếp cho mình để mình cho ra đĩa mà có thể thưởng thức được rồi đấy ạ. Rất là thơm ngon, tốt cho sức khỏe nên các bạn có thể bổ sung món này vào chế độ dinh dưỡng này chúng ta nhé, đổi khẩu vị. Nhiều lúc chúng ta ăn mãi thịt bò cũng ngán thì chúng ta có thể thay bằng tim bò hoặc là tim lợn thì thay nhé. Chúc các bạn ngon miệng ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đây là rau cải song Nhật các bạn nhé. Chúng ta có thể trồng vào những cái chậu khi chúng ta bỏ đi như thế này. Rau cải song này thì rất là dễ trồng. Nó còn gọi là rau xà lách Nhật các bạn nhé. Rau cải song Nhật hay xà lách Nhật ạ. Có thể nấu thành những món ăn luộc xào, nấu canh, hay là các bạn có thể làm những món salad ạ. Hoặc là những món lộn nhé. Rất là tuyệt vời ạ. Và bây giờ mình sẽ cắt ạ. Đây là đến tầm ăn, nếu mà để già thêm nó sẽ ra hoa thì chúng ta ăn sẽ bị cứng nhá. Cắt hết lượt này đến lượt khác thì chúng ta sẽ có được rau lon ngon ăn.